chuyển cẩn thận đấy. Xước sát một đồ vật gì, ta trừ công các ngươi. Màu, có phải màu đấy không? À, anh cũng ở đây sao? Nhà anh ở gần đây mà. Thế bây giờ em chuyển về làng Hạ này à? Vâng, em mua nhà về ở đây luôn. Thì thoảng qua em uống nước nhé. Tất nhiên rồi, em về thì anh phải sang chơi chứ. Nhớ đấy, đừng để em phải chờ nha. Làm sao mà để em phải chờ chứ. Em về thì chúng ta cùng vui, anh đỡ phải lên tỉnh. Phụ giúp em chuyển đồ vào nhà, được không? Được, được thôi. Màu đã nhờ thì phải giúp chứ. Này, có phải cha cậu kia không mà Xoài? Hả? Cái gì thế? Không thể tin nổi. Cha tớ kia? Sao cha tớ lại làm thế nhỉ? Cha cha, lần đầu tiên tớ thấy phú ông đi khuân vác đấy. Này, chắc trời có sấm chớp. Biết ngay mà. Có mà dại gái thì có. Không lẽ cha tớ định lấy thêm vợ nữa? Ông đi đâu đấy? Lại sang ngó nghiêng nhà cô Màu phải không? Màu mẹ gì, nhà bao việc. Tôi còn lo công to việc lớn, chứ thời gian đâu. Xoài, Xoài đâu? Dạ, mẹ gọi con ạ. Đi theo cha con. Cho nó theo tôi làm gì? Cần gì, con nó sẽ giúp ông. Chứ để ông lén phén sang nhà cô Màu à? Thôi được rồi, đi thì đi. Hoan hô! Cha cho mình đi cùng rồi. Con có thích ăn quà không? Dạ có chứ ạ. Thế bây giờ con vào đây ăn quà. Thích ăn gì thì ăn. Cha bàn việc với cô Màu xong sẽ qua đón con nhé. Thế sao không cho con sang nhà cô Màu với cha luôn? Việc của người lớn, con không hiểu được đâu. Cứ ăn quà đi, xong việc cha đón, nhớ chưa? Về không nói gì với mẹ con đâu đấy. Tính mẹ con thì hay ghen. Vâng ạ. Hình như giọng lão Lý trưởng ấy. Lý trưởng á? Để em ra mời cụ ấy vào dùng trà. Thôi, xấu voi, chẳng hổ mặt nào. Có chỗ nào trốn không? Anh trốn tạm vào cái chum này nhé. Ờ, được, được. Khiếp, cái gì mà hôi thế? Như mắm. Chịu khó tí đi, không còn chỗ nào tốt hơn nữa đâu. Màu ơi, làm gì mà lâu thế? Lý trưởng, em chào Lý trưởng. Cơn gió nào lại đưa cụ đến nhà em thế? Thôi, cứ vào trong nhà đi rồi ta nói chuyện. Lý trưởng chết tiệt này. Mũi thính như gì ấy. Tự nhiên mò đến đây làm gì. Để mình phải trốn trong chuồng thế này. Hai cái lão già này. Thấy mình từ tỉnh về là lại lũ lượt mò sang. Thế này á, mình phải cẩn thận lời ra tiếng vào. Không trông mình mà biết thì mấy lão chỉ có ốm đòn. Thế là đã về tới làng rồi. Không biết nàng Màu vợ ta đang làm gì. Phải cho nàng một sự bất ngờ mới được. Hồng Xiêm! Hồng Xiêm ơi! Xoài đấy à? Sao lại ngồi ăn một mình thế này? Qua đây ăn với tớ!
Này theo cha tớ có cho tiền ăn quà, mà ăn một mình buồn quá. Cha cậu chắc lại tạt té đâu, nên để cậu ngồi đây hả? Ba ơi, cho cháu thêm một đĩa bánh trôi nữa. Cha tớ đang ở nhà cô Mầu ấy. Chẳng biết cha tớ có việc buôn bán gì với cô ấy mà cứ úp úp mở mở, không cho tớ đi. Tớ chẳng cần, cứ có tiền và có ăn là được. Sắp giống mít mật rồi đấy, chỉ mải ăn thôi. Cậu không quan tâm xem cha cậu ở đấy làm gì à? Ui dào ơi, cha tớ làm gì thì làm việc của cha tớ, tớ quan tâm làm gì chứ? Ngồi đây ăn không sướng hơn à? Thôi, ăn đi cậu, ngon lắm đấy. Thì ăn, chẳng mấy khi được xoài mời. Các em ơi, cho anh hỏi đường đến nhà chị Mầu mới chuyển về làng này với. Anh hỏi nhà cô Mầu ạ? Nói chung là ngoằn ngoèo, khó nhớ lắm. Thế làm cách nào để đến được nhà chị ấy bây giờ? Hãy để bọn em dẫn anh đi nhá. Ui, thế thì tốt quá, dẫn anh đến nhà chị Mầu với. Cô ơi, tính tiền cho cháu với ạ. Anh là gì với cô Mầu thế? Anh là người yêu của chị Mầu. Nay biết chị chuyển về đây nên anh về thăm. Chúng ta đi thôi ạ, bọn em sẽ đưa anh đến tận cửa luôn. Mầu về làng mà không ra trình diện làng, cụ là cụ giận lắm đấy. Dạ, Mầu nhiều việc quá, mong lý trưởng thứ tội. Cũng định thu xếp để sang sớm mà chưa có thời gian. Hôm nay lý trưởng đích thân sang nhà Mầu thế này, Mầu rất chi là xúc động ạ. Ta là ta thương dân, ta mến dân, nên là ta phải gần dân chứ. Mầu không đến thì ta đến cũng được. Lỗi này ta bỏ qua. Mầu về đi chứ, già rồi mà vẫn còn hám gái thế này à? Nói chuyện với em Mầu cứ gọi là tít hết cả mắt. Có việc gì cần anh giúp, Mầu cứ nói nhá, không phải ngại đâu. Giúp được, anh sẽ giúp hết mình, không lấy công đâu. Đừng có mồm điêu nhá, đến lúc ấy mà từ chối á là Mầu phạt đấy. Được người đẹp như Mầu phạt thì phạt gì anh cũng chịu tất. Nhớ nhá, Mầu là Mầu ghi sổ đấy. Anh xin thề, anh nói thật. Mầu, Mầu ơi, anh đây. Hả? Ôi tôi chết, lý trưởng ơi. Chuyện gì đấy, sao mà chết? Cụ ơi, hình như là chồng của em về. Hả, cái gì? Chồng của cô à? Sao cô lại có chồng? Phải làm thế nào bây giờ?